Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thần thông trên cung trời đao lợi phẩm thứ nhất. Một, Phật hiện thần thông ta nghe như thế này. Một thờ nọ tại cung trời đao lợi, Đức Phật về Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó khả thuyết bất khả thuyết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại tỷ huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căng cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bảy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đầy đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trị huệ, vầng mây sáng rỡ đại bi, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội rỡ, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bổ thị, tiếng tỳ giới đồ, tiếng nhẫn nhục đồ, tiếng tinh tấn đồ, tiếng thiền định đồ, tiếng bạt nhà đồ, tiếng từ bi, tiếng hệ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng tỷ huệ, tiếng sư tử hồng, tiếng đại sư tử hồng, tiếng mây sẵn, tiếng mây sẵn lớn. Hai, trời rồng hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế. Sao thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi ta bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đao lợi, như là trời tử thiên vương, trời đao lợi, trời tu diệm ma, trời đau xuất, trời hỏa lạc, trời tha hỏa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biển tịnh, trời phước sanh, trời phước ải, trời quảng quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô thường, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời vô thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cựu cảnh, trời ma hê thủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng sự, tất cả thiên chủng long chủng cùng các chủng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chằm, sông lúa, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi nước ta bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đạm huyệt huyệt quỷ vương, đạm tinh khỉ quỷ vương, đạm thai noạn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nghiệp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ải kịnh quỷ vương, các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Ba, Đức Phật phạt khởi. Bảy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật và chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong cuộc độ này cùng cuộc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đao lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trăm nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không, đến xét số thánh phàm này đều của ngài
Địa Tạng Bồ Tát từ thở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Thu Lợi bạch Phật, bạch Đức Phật rằng: từ thở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng tỷ vô ngại nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng tạm bổ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu có lại vâng đi nữa cũng hủy bạn cúi mong. Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn. Như thế Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Thư Lợi rằng: vị như bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu cỏ cây lùm rừng, lụa mè tre lau đã nụi bụi bặm trong cõi tam đại thiên. Tam thiên đại thiên cứ một vật làm một sông hàng, rồi cứ số cát trong số sông hàng một hột cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa một trong kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ tê ở trên. Huống là những thở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Thư Lợi, oai thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có tăng thiện nam người thiện nữ nào nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vãi lại, hoặc dưng danh hiệu, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cũng dường nhận đến vẽ đắp khắc sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn, chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. 4. Trưởng giả tự phát nguyện. Này Văn Thù Thư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về được, tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phận Tận Cổ Túc Vạn Hành Như Lai. Trưởng giả tự thấy Đức Phật tượng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật: tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế? Khi ấy Đức Sư Tử Phận Tận Cổ Túc Vạn Hành Như Lai bảo trưởng giả tự rằng: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Thư Lợi, trưởng giả tự nghe xong liền phát nguyện rằng: từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết, ở đời sau tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phạn Tận Cổ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng đó đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp, Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát Nam Bà La Môn nữ cứu mẹ. Lại thở nó bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật là hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 4.000 muôn ức vô số kiếp trong thời tưởng pháp. Có một người con gái chồng Bà La Môn, người này nhiều đời chữa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi Tam Bảo thổ ấy, mặc dầu thạnh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn
sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quậy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại vương, đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bại tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng. Tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì mẹ tôi khuất tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ, mẹ tôi sanh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ chăm nhìn tưởng Như Lai mà lòng quyện luyện mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thánh nữ đương khóc kia thôi đừng có bi ai quả lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắc tay hướng lên hư không mà vãi rằng đức thần nào đó mà giải thoát bớt lòng sầu lo của tôi. Như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thạc vào chỗ nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự tại vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến kỳ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mãi đều bị tổn thương. Nhưng những người đứng bên vội vàng đỡ dậy một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng cúi xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thạc sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự tại vương Như Lai bảo thánh nữ rằng cũng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thạc sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ giá kia, trong nước biển đó sôi sùng sục có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rào bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ thoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, tụng quắt đầu chân người tội lại hình tạng muôn thử chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp hỏi thánh nữ rằng hai thay Bồ Tát ngài có duyên gì đến chỗ này, ngài có duyên sự gì đến chỗ này. Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chỗ nào. Quỷ vương Vô Độc đáp rằng đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiệt Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiệt Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để được đến chỗ địa ngục đó. Vô Độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần cần phải cho nghiệp lực, ngoài hai điều ra ắt không bao giờ có thể đến được đó. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà trong nước biển này sôi sùng sục như thế.
và có những người tội cùng với các thú dữ vô độc bạc vô độc đặt rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi tam diêm phù nề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kể từ để làm công đức hầu cựu vượt khổ nạn cho lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lại bão khổ ở địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này cách biển này 10 muôn do thuần về phía đông lại có một cái biển những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thống khổ trong đó càng tội hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này vậy thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng địa ngục ở đâu vô độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều số trăm nghìn mũi ngục đều khác nhau về địa ngục lớn thời có 18 chỗ bậc kệ đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ bậc kệ nữa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chỗ nào quỷ vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo khinh chê ngôi tam bảo hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng cảnh giàu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa vào đâu đọa lạc vào đâu vô độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều là dòng dõi Bà La Môn thân phụ tôi hiểu là Thi La Thiện Kiện thân mẫu tôi hiểu là Diệu Đệ Lợi vô độc chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa tội nữ duyệt Đệ Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sẵn sửa lễ vật tu tạo phước lành cúng dường chùa tháp thờ đức giác khoa định tự tại vương Như Lai chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ rồi đặng thoát sanh cả nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui bảy giờ thánh nữ dường chim bao chợt tỉnh rõ biệt việc đó rồi bèn đuổi trước tháp tượng của đức giác khoa định tự tại vương Như Lai mà phát thể nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát đức phật bảo ngài văn thù thư lợi rằng quỷ vương vô độc được đó nay chính là ông tài thủ bồ tát còn thánh nữ bà la môn đó nay là địa tạng bồ tát nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật ha ha ha